Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Pink Dot và hôm nay mình sẽ quay trở lại với bài viết của tác giả Limitless. Bài viết có tiêu đề Tương lai hai đứa và sức ép lên đàn ông. Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài viết ngay bây giờ nhé. Chàng trai đầu tắt mặt tối đi làm, đi họp, làm tăng ca, làm nhiều việc cùng lúc nhằm dành dụm tiền mua nhà cộ xe cửa cho người yêu mình sau này. Chàng trai đầu tắt mặt tối đi làm, đi họp, làm tăng ca, làm nhiều việc cùng lúc nhằm dành dụm tiền mua nhà cửa xe cộ cho mình và người yêu sau này. Cũng chính bởi vậy, thời gian anh dành cho người yêu không còn được nhiều như trước. Cô gái trong thời gian thiếu vắng sự quan tâm của người yêu lại được một người đàn ông khác chăm bẵm, yêu chiều. Và thế là cô ấy chia tay anh để đến với người đàn ông kia. Viễn cảnh trên các bạn có thấy quen thuộc không? Đây là tình huống mà chúng ta thường xuyên xảy ra, cả ở đời thực lẫn những trang confession. Với góc nhìn như trên thì có lẽ ai cũng mau chóng nhảy và trách cô gái. Nhưng từ từ đã, để tôi phân tích cho bạn hiểu rằng có sự hợp lý trong sự ra đi của cô gái. 1. Cô ấy rời bỏ bạn vì bạn quan tâm cô ấy đúng cách. Sai lầm của nhiều người đàn ông là bù đắp cho khoảng thời gian bận bịu kia bằng những món quà đắt tiền hay bằng sự thân mật thể xác và tự cho rằng thế là huề. Bởi đó là cách cánh đàn ông muốn được quan tâm. Họ vốn là những con người có vai trò chu cấp trong tự nhiên. Bộ não bản năng của họ vốn rất thực dụng, vì vậy họ quy đổi mọi thứ tình cảm thành vật chất, thành những đơn vị có thể đo đếm được. Bạn thử để ý, nếu hai người con trai tặng quà cho nhau, họ sẽ tặng những thứ có thể sử dụng được trong thực tế như là cà vạt, bộ dụng cụ sửa chữa, vân vân. Nhiều chàng trai cũng làm vậy khi tặng quà cho con gái. Những chàng trai khác thì không làm thế, nhưng chỉ vì họ học được ý tưởng lãng mạn hơn từ phim ảnh hay là bạn bè con gái thôi, chứ họ thực sự không cảm nhận được sự lãng mạn ấy đâu. Cách người phụ nữ muốn được quan tâm lại không thực dụng như vậy. Thật ra nhu cầu lớn nhất của phụ nữ là được quan tâm và chăm sóc, được kết nối tình cảm. Và điều quan trọng ở đây, nhu cầu về mặt tình cảm lại phụ thuộc ở cảm nhận của mỗi người phụ nữ, chứ không theo một quy tắc sách vở nào cả. Mỗi người phụ nữ lại cảm nhận tình cảm của người yêu ở những chi tiết khác nhau. Có những người đã cảm thấy ấm lòng chỉ bằng những tin nhắn anh yêu em, anh nhớ em trong giờ làm việc. Có người lại rung động khi người yêu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như là em ăn cơm trưa chưa, em còn đau bụng không. Người khác lại muốn được ở bên cạnh người yêu, kể cả không nói gì vẫn cảm thấy đủ. Thế nhưng, những bộ não thực dụng của đàn ông cho rằng cách thể hiện tình cảm rõ ràng nhất là phải ở ngay trước mắt, là quà tặng, là ôm ấp hôn hít, điều mà hiện tại họ không có điều kiện để làm, chứ chỉ nói không thì làm sao mà cảm nhận được. Nghĩ như vậy nên họ bận bịu, họ bị cuốn vào công việc và quên luôn thể hiện tình cảm, dù từ những hành động nhỏ nhặt nhất, tốn của họ không tới 3 giây như gửi một tin nhắn. Họ không hiểu được rằng, điều quan trọng ở phụ nữ không phải là những gì cánh đàn ông cho họ thấy được, mà là những gì cánh đàn ông cho họ cảm nhận được. Những cảm nhận ấy mới là điều quan trọng, những cảm nhận ấy mới là điều làm phụ nữ phải lòng đàn ông. Vậy, khi những người con gái cần được quan tâm về mặt tình cảm, nhưng những người con trai lại không đáp ứng được nhu cầu đó, hoặc cố đáp ứng nhưng sai cách, nhưng lại nghĩ là mình làm đúng cách, thì liệu có hợp lý và công bằng không khi người con gái ấy đi tìm một người con trai khác có thể lấp đầy khoảng trống cho cô gái? Ấy vậy mà trong xã hội, nếu người con trai kia không giàu có thì cô gái bị cho là bội bạc. Còn chẳng may cô gái đến với một người con trai giàu có hơn người cũ thì cô gái sẽ ngay lập tức bị cho là hám tiền, dù thực lòng đến với người ấy vì tình cảm đi chăng nữa. 2. Sức ép lên cánh đàn ông chúng tôi. Bên cạnh những người đàn ông vô tâm không nhận ra được nhu cầu về mặt tình cảm của phụ nữ, vẫn có những anh em hiểu được điều đó và đã cố thể hiện nhiều tình cảm nhất có thể nhưng lại vẫn không đủ với người yêu. Sự thật nghiệt ngã là, đặc biệt với lứa tuổi sinh viên hay là sinh viên vừa ra trường, đang trong con đường định hình bản thân hay đặt những bước đi nền móng trong sự nghiệp. Nếu bị đem ra so sánh với những anh chàng lớn tuổi hơn, đã ổn định công việc, có nhà cửa và xe cộ, thì không khó để thấy rằng ai hơn ai, ít nhất là về mặt bên ngoài. Một người đã ổn định mọi thứ sẽ bớt gánh nặng về mặt tài chính hơn, có nhiều thời gian để xã giao hay là quan tâm tới một người con gái nào đó. Họ cũng có sự chín chắn, đĩnh đạc, tạo cảm giác an toàn trong mắt những người con gái, điều mà ít người con trai tầm tuổi từ 20 đến 25 có được. Vì vậy, không phải là chúng tôi không muốn dành thời gian cho người yêu, cũng có rất nhiều người trong số chúng tôi muốn quan tâm tới mặt tình cảm của các chị em. Nhưng nếu chúng tôi làm điều đó ngay bây giờ, sau này, nếu hai đứa muốn tiến tới hôn nhân, tiền đâu ra mà mua nhà cửa? Chúng tôi không thể tặc lưỡi gác công việc qua một bên để ở bên người yêu, để rồi tương lai hai đứa phải chịu cảnh vất vả được. Tin tôi đi, lúc yêu đương, chưa phải chịu trách nhiệm về nhau, thì mọi mâu thuẫn còn thấy nhẹ nhàng. Tới lúc lấy nhau về mà chịu gánh nặng tài chính, chỉ một việc còn con cũng dễ làm tan cửa nát nhà ngay. Chưa kể,
là đàn ông, để người con gái mình yêu chịu khổ là điều mà lòng tự trọng của chúng tôi không cho phép. Vậy là đàn ông chúng tôi vừa được mong đợi là thường xuyên quan tâm chăm sóc người yêu, lại vừa phải phấn đấu tốt cho sự nghiệp, đã thế còn phải chống chọi lại với những người đàn ông khác thành đạt phè vạn xung quanh người yêu mình ư? Quá khó. Tuy nhiên, như tôi đã giải thích ở bên trên, đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ của đàn ông cũng đủ để khiến chị em vui cả ngày rồi, nên đừng quá đặt nặng rằng mình phải làm điều gì đó thật to tát nhé. Mong các chị em sẽ bình luận vào bài viết này những điều mà cánh đàn ông chúng tôi có thể làm để các chị em cảm thấy dù xa cách bận bịu nhưng mà vẫn dạt dào tình cảm. 3. Đừng đổ hết lỗi về mình. Với đàn ông, nếu từ trước đến giờ bạn luôn quan tâm tới người yêu theo cách mình muốn, đó là lỗi của bạn. Hãy học cách quan tâm theo cách mà người kia muốn được quan tâm, đó mới là cách yêu đúng. Và nếu cách người kia muốn được quan tâm lại không hợp với cách tôi thích quan tâm thì sao? Nếu như tôi vốn là một người nhẹ nhàng, cách quan tâm của tôi cũng giản dị, như là đưa cô ấy đi cà phê, xem phim, nhưng cô ấy lại thích vào club nhảy nhót tiệc tùng, và tôi cảm thấy không thoải mái khi phải quan tâm cô ấy theo cách không hợp với bản thân tôi, làm tôi không còn là chính tôi thì sao? Điều đó là một red flag lớn, dấu hiệu rằng hai bạn không thực sự hợp nhau rồi đấy. Và nhớ nhá, không hợp thì đơn giản là không hợp, chứ không phải là lỗi của ai. Nếu cách quan tâm của tôi hợp với cách cô ấy mong muốn được quan tâm, nhưng tôi thực sự quá bận bịu cho công việc, nên tôi không có thời gian dành cho cô ấy nhiều được như trước. Nếu bạn thực sự muốn giữ cô ấy, hãy dùng sức mạnh sáng tạo của mình để tận dụng mọi thời gian mình có để làm cô ấy cảm nhận được tình cảm của mình theo cái cách mà cô ấy muốn được cảm nhận. Nếu điều đó vẫn là không đủ để bù đắp cho cô ấy, vậy thì bạn đành phải chấp nhận hy sinh một trong hai thứ thôi. Và nếu kết quả là chia tay, vậy thì hãy chắc chắn rằng việc chia tay ấy sẽ chỉ xảy ra sau khi bạn đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để không phải hối tiếc rằng mình vẫn chưa cho cô ấy những điều tốt nhất. Làm gì tiếp sau khi chia tay? Bạn còn nhớ bài viết "Chúng ta có thực sự làm mọi thứ vì người khác hay không?" Nếu bạn quán triệt được ngay từ đầu rằng mọi thứ cố gắng bạn đang làm không phải vì tương lai hai đứa như trong đầu bạn đang nghĩ, mà là vì chính bạn. Bạn muốn trở thành một con người tốt hơn, thành đạt hơn. Vì thế, bạn phải cố gắng hết sức từ bây giờ, lao đầu ra bươn chải từ bây giờ, tất cả là vì bạn. Vậy thì việc có hay không cô gái kia cũng đâu ảnh hưởng gì tới sự phát triển của bạn đúng không? Vậy thì cứ buồn bã, cứ tiếc nuối đi, nhưng đừng vì thế mà từ bỏ mọi thứ và huyễn hoặc rằng tôi phấn đấu vì em, giờ không có em, tôi không thiết tha gì nữa nhá. Với phụ nữ, nhu cầu được quan tâm về mặt tình cảm của các bạn là hoàn toàn hợp lý. Tôi không thể nói các bạn bớt nhu cầu ấy đi, bởi vì làm như vậy sẽ biến các bạn thành đàn ông mất. Vì chính nhu cầu đó, nên nhiều khi dù biết rằng người đàn ông của mình không dành nhiều thời gian cho mình vì anh ấy bận công chuyện, chứ không phải là anh ấy bớt yêu mình, nhưng các bạn vẫn không khỏi có những lúc chạnh lòng và cô đơn đúng không? Vậy thì, đừng phụ thuộc hạnh phúc và niềm vui của mình vào người khác như vậy. Để tránh cảm giác thiếu thốn tình cảm đó, thứ cảm giác sẽ làm các bạn dễ sa vào lưới tình của một người con trai khác. Hãy học cách giữ cho mình không bị buồn chán trong lúc chờ người đàn ông của mình đang bận rộn. Hãy rủ bạn bè đi chơi, hãy đăng ký lớp học gì đó, hoặc thậm chí cũng đi làm thêm để vun đắp cho tương lai của mình sau này. Làm bất cứ việc gì làm cho thời gian của bạn có ý nghĩa và đầy đủ, tới khi người đàn ông của bạn quay trở lại là vừa. Tuy nhiên, nếu để các chị em tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình quá lâu, thì các anh cũng sẽ dần mất đi giá trị đấy nhá. Nên các anh đừng ỷ lại việc đó mà hãy luôn luôn làm cho chị em cảm thấy sự hiện diện ở bên mình. Và tới cuối ngày, cả hai hãy cùng có những phút tâm tình trò chuyện về những gì đã xảy ra trong cả ngày, để hai bên có cảm giác như chưa hề tách rời vậy nhá. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!